Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc Pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được thì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát, chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát, cái khác với Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát, cái khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát? Trong Pháp không quên mất có Đại Bồ Tát, trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có Pháp không quên mất, trong Đại Bồ Tát có tánh luôn luôn xả. Địa Pháp không quên mất có Đại Bồ Tát, địa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong trí nhất thiết chẳng có Đại Bồ Tát, trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có trí nhất thiết, trong Đại Bồ Tát chẳng có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lìa trí nhất thiết chẳng có Đại Bồ Tát, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính trí nhất thiết là Đại Bồ Tát, chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát, cái khác với trí nhất thiết là Đại Bồ Tát, cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát? Trong trí nhất thiết có Đại Bồ Tát, trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có trí nhất thiết, trong Đại Bồ Tát có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lìa trí nhất thiết có Đại Bồ Tát, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề, Tát Đoà và Sắc, các pháp đã chẳng thể nắm bắt được mà nói là chính sắc các pháp là Đại Bồ Tát, hoặc cái khác với sắc các pháp là Đại Bồ Tát, hoặc trong sắc các pháp có Đại Bồ Tát, hoặc trong Đại Bồ Tát có sắc các pháp, hoặc lìa sắc các pháp có Đại Bồ Tát thì điều đó không có. Phật bảo thiện hiện, hay thay, hay thay, đúng như vậy, đúng như vậy, như ngươi đã nói. Thiện hiện, sắc các pháp, vì chẳng thể nắm bắt được nên Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì Đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được nên việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của thọ tưởng hành thức có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của sắc chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của thọ tưởng hành thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của thọ tưởng hành thức có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhãn xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhãn xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc xứ là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của sắc xứ là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của sắc xứ có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của sắc xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tìa chân như của sắc xứ có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhãn giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhãn giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của nhãn giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của nhãn giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của thanh hương vị xúc pháp giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của sắc giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của thanh hương vị xúc pháp giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của sắc giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của sắc giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của sắc giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn thức giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhãn thức giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhãn thức giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của nhãn thức giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của nhãn thức giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhãn xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhãn xúc có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc có đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong đại Bồ Tát có chân như của nhãn xúc chăng?
Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính chân như của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của địa giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của địa giới chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của thủy hỏa phong không thức giới chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của địa giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của nhân duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhân duyên chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của nhân duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp do duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa chân như của pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong chân như của vô minh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không?
trong chân như của hành cho đến lão tử có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong đại bồ tát có chân như của vô minh chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong đại bồ tát có chân như của hành cho đến lão tử chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa chân như của vô minh có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa chân như của hành cho đến lão tử có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Chính chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với chân như của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Cái khác với chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong chân như của bố thí ba la mật đa có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong đại bồ tát có chân như của bố thí ba la mật đa chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Trong đại bồ tát có chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa chân như của bố thí ba la mật đa có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lìa chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Lại nữa, Thiện Hiện, theo